Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá vàng hôm nay ngày 11 tháng 12 đồng loạt quay đầu tăng ở cả hai thị trường trong nước và thế giới. Nhu cầu vàng tại một số thị trường lớn đang giúp kim loại quý giữ vững được vị thế. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SEC Niêm yết chiều mua vào tại mức 60 triệu 700 000 đồng một lượng, và chiều bán từ 61 triệu 500 đến 61 triệu 520 000 đồng một lượng, tăng 150 000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh tăng 250 000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 800 000 đồng một lượng. Bên cạnh đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại mức 60 triệu 600 000 đồng một lượng và 61 triệu 300 đến 61 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Mức tăng từ 100 cho đến 200 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tên lệch giá giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji hiện tại là 700 nghìn đồng một lượng. So với việc tăng mạnh của thương hiệu vàng miếng SGC, giá vàng tại các tổ chức và một số ngân hàng cũng niêm yết với mức giá tăng tương tự và đều vượt qua mức 61 triệu đồng một lượng ở chiều bán. Tại phú quý STC tăng 150 đồng lượng chiều mua và 200 000 đồng lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 60 triệu 850 000 đồng lượng chiều bán 61 triệu 400 000 đồng lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 150 000 đồng lượng ở chiều mua, chiều bán tăng 200 000 đồng lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 60 triệu 860 000 đồng lượng chiều bán 61 triệu 350 000 đồng lượng. Tại cơ sở Mi Hồng STC tăng 300.000 đồng một lượng chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 60 triệu 900.000 đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 250.000 đồng một lượng. Giá vàng STC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào tại mức 60 triệu 700.000 đồng một lượng, bán ra 61 triệu 200.000 đồng lượng. Tại ngân hàng ACB có mức giá ở chiều mua 60.550.000 đồng một lượng. Chiều bán 61.150.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 60.900.000 đồng một lượng, chiều bán 61.400.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Bank Gold tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán tăng 200.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 60.600.000 đồng một lượng, ở chiều bán 61 triệu 350 nghìn đồng một lượng Giá vàng SJC chỉ nhánh nhà các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán Chiều mua điều chỉnh tăng 150 nghìn đồng một lượng Chiều bán tăng 250 nghìn đồng một lượng Ở chiều mua hiện đang có mức 60 triệu 670 nghìn đồng một lượng đến 60 triệu 720 nghìn đồng một lượng Chiều bán có mức giá từ 61 triệu 500 cho đến 61 triệu 550 nghìn đồng lượng. Giá vàng bốt số 9 vàng nữ trang SGC Nhẫn bốt số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ tăng 150 nghìn đồng lượng ở chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 51 triệu 650 nghìn đồng lượng ở chiều bán 52 triệu 350 nghìn đồng lượng và nít trang mua số 9 có mức tăng tương tự 150.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 51 triệu 350 000 đồng một lượng Chiều bán 52 triệu 050 000 đồng một lượng Bảng nữ trang 24k Tăng 149 000 đồng một lượng Cả chiều mua và chiều bán Ở Chiều mua hiện đang có mức giá 50 triệu 435 000 đồng một lượng Chiều bán 51 triệu 535 000 đồng một lượng vàng nữ trang 18k tăng 112.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang có mức 37.191.000 đồng một lượng, chiều bán 39.191.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K tăng 87.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua có mức giá 28.498.000 đồng một lượng, chiều bán 30.498.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K tăng 63.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 19.857.000 đồng một lượng, chiều bán 21.857.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới mặc dù chưa thể tiếp cận ngưỡng tâm lý 1.800 đô la Mỹ một ao, nhưng cho thấy đã tăng đã trở lại. Khi hôm qua thứ sáu, giá vàng thế giới đã tăng hơn 8 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 49 triệu 200 nghìn đồng một lượng Như vậy Vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước 12 triệu 200 nghìn đồng một lượng Giá vàng bất ngờ có động thái quay đầu phục hồi trong bối cảnh Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell đang hướng tới việc rút lại các khoản kích thích nhanh hơn và mở đường cho Fed linh hoạt hơn vào năm 2022. Bên cạnh đó, kim loại quý lấy lại vị thế khi đồng đô la Mỹ giảm giá so với nhiều đồng tiền khác. Nguyên nhân được cho là vì giới đầu tư dừng gom đồng bạc xanh khi có nhiều tín hiệu kém tươi sáng từ nền kinh tế của Mỹ. Tâm điểm của thị trường trong phiên đêm qua là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,8% so với tháng 10 và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo. Lạm phát tháng 11 của Mỹ được ghi nhận là cao nhất trong vòng gần 40 năm qua. Đây sẽ là dữ liệu kinh tế quan trọng và các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép sẽ xem xét kỹ lưỡng báo cáo này trước khi cuộc họp chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thuộc Phép được tiến hành vào tuần tới. Phép gần đây đã thay đổi quan điểm về triển vọng lạm phát khi chuyển từ lạm phát nhất thời sang quan điểm cho rằng lạm phát thực sự sẽ trở thành vấn đề. Về nhận định xu hướng của giá vàng Vào đêm qua, cả chỉ số đồng đô la và lợi suất kho bạc của Mỹ đều tăng đã hạn chế đà tăng của kim loại quý. Trong khi đó, giá dầu thô trên sàn Nimex lại giảm nhẹ so với phiên trước đó khi chỉ được giao dịch ở mức 71,65 đô la Mỹ một thùng nên không hỗ trợ được nhiều cho đà phục hồi trên thị trường kim loại quý. Trong khi đó, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng mạnh lên trên mức 1,5% một năm khi được giao dịch tại 1,515% một năm vào đêm qua. Tuy nhiên đến sáng nay, tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 1,487% một năm. Nhà phân tích Cairado của LG Market cho rằng vàng sẽ từ từ giảm giá do triển vọng chính sách siết chặt hơn nếu như chỉ số lạm phát tăng nóng hơn dự kiến. Điều đó đã dẫn đến việc kết quyết liệt hơn trong nỗ lực giảm tỷ lệ lạm phát. Khi lãi suất tăng làm cho đồng đô la Mỹ tăng giá thì vàng sẽ gặp bất lợi. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi chiều hôm nay trên kênh Cổng Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé chúc các bạn một ngày mới sức khỏe và luôn luôn thành công xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo